Với chính sách linh hoạt ứng phó dịch COVID-19, mở cửa biên giới quốc tế từ sớm, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đón nhận những tín hiệu tích cực. Du lịch quốc tế tăng mạnh, thứ hạng du lịch lữ hành tăng nhanh nhất thế giới. Vâng, chỉ số phục hồi hậu COVID-19 cải thiện mạnh mẽ, trong khi là các tổ chức tín dụng cũng điều chỉnh đánh giá về triển vọng kinh tế Việt Nam theo hướng tích cực hơn. Báo cáo chỉ số phát triển du lịch và lữ hành 2021 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, du lịch Việt Nam đã tăng 8 bậc. Với 6 trên 17 chỉ số trụ cột được xếp vào nhóm dẫn đầu thế giới, du lịch Việt Nam lọt vào top 3 nước tăng trưởng cao nhất. Kết quả từ chính sách ứng phó linh hoạt dịch bệnh của chính phủ. Trang thông tấn Banama của Malaysia cũng ghi nhận đánh giá trên, cho biết lượng khách quốc tế vào Việt Nam đã tăng 4,5 lần so với năm 2021. Trong 5 tháng đầu năm, doanh thu từ du lịch đã tăng 34,7%. Sau khi mở cửa biên giới từ ngày 15 tháng 3 vừa rồi, rất nhiều người Hàn Quốc đang quan tâm đến sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Bây giờ thì máy bay đi lại giữa Hàn Quốc và Việt Nam gần như là nó kẹt hết, tức là không có chỗ nào mà để đặt. Và bây giờ dần dần sẽ kia chuyến đi giữa hai bên thì ngày càng sẽ tăng. Và sắp tới là mùa hè. Mùa hè là cái mùa du lịch của nhân dân Hàn Quốc. Xin vì thế thì chúng tôi kỳ vọng là rất nhiều ở sân bay, không phải là chỉ một số sân bay quan trọng như thành phố Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh, mà còn rất nhiều điểm đến là du lịch sẽ ngày càng sẽ đông khách, đông đủ của khách du lịch Hàn Quốc. Điểm đến an toàn, chi phí rẻ, người dân thân thiện, nhiều địa điểm du lịch thu hút là những thế mạnh của Việt Nam đối với du khách quốc tế, nhận định từ trang Asia Highlight. Bên cạnh đó, với việc dỡ bỏ khai báo y tế, mở cửa từ sớm, Việt Nam được nhiều trang báo nhận định là có thủ tục nhập cảnh dễ dàng. Chính sách ứng phó linh hoạt của Việt Nam đã giúp khách du lịch quốc tế có nhiều thuận lợi hơn khi nhập cảnh. Du khách quốc tế đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có thủ tục nhập cảnh thuận tiện, môi trường an toàn và có nhiều điểm đến. Cũng chính từ chính sách ứng phó linh hoạt của chính phủ đã giúp Việt Nam cải thiện nhanh chóng vị trí trên bảng chỉ số phục hồi hậu dịch bệnh. Theo tờ Bloomberg, trong tháng 5, vị trí của Việt Nam đã tăng 14 bậc lên thứ 22 trong bảng xếp hạng. Chúng tôi đánh giá cao quyết định nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong ứng phó linh hoạt dịch bệnh hướng tới thúc đẩy phục hồi kinh tế. Các chính sách tài khóa và kinh tế vĩ mô khác đang giúp ổn định phục hồi và tăng trưởng trong năm 2022. Việt Nam đã có thành tích ấn tượng về tiêm chủng. Chỉ mới năm ngoái, nhiều vùng vẫn phải vật lộn với COVID và bây giờ chúng ta đang ở trong tình trạng bình thường mới, nơi tất cả các hoạt động kinh tế đã trở lại và điều này sẽ giúp nền kinh tế quay trở lại đà tăng trưởng cao. Nhanh chóng chuyển đổi trạng thái, ứng phó kịp thời diễn biến dịch bệnh đã giúp Việt Nam cải thiện hiệu quả vị trí các bảng xếp hạng về kinh tế, du lịch, tạo tiền đề tích cực cho phục hồi kinh tế hậu dịch bệnh, đồng thời giúp thu hút các nhà đầu tư nước ngoài chuyển dịch nhà máy, chuỗi cung ứng từ các nước sang Việt Nam, góp phần vào phát triển kinh tế đất nước.